Hello các chị gái tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đây là video clip em làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cho tuổi của các chị. Em thì không những làm tử vi không, thì em hay nghiên cứu thêm, thì em có làm luôn cả vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất 2018 trong cái video này, để các chị có được những cái thông tin cần thiết để mà cương nhu làm ăn. Thì với cái tuổi của các chị thì đa phần là gọi là tướng mạo sang trọng quý phái, nhưng mà phần lớn 80% của tuổi của các chị thì gặp rất là nhiều chuyện buồn tương chiên, và các chị là một trong những cái người mà gọi là có cái biên độ cảm xúc rất là ghê gớm. Mà vui thì rất là vui, nhưng mà buồn là cứ nghĩ đến cái chết liền. Đó là cái chung của người tuổi Bính Thìn. Thì trải qua năm Đinh Dậu 2017, một năm mà có thể nói là nếu như xét về tổng thể thì là tốt cho tuổi Bính Thìn của các chị, thì có lục hợp Dậu với lại Thìn, cũng với lại mạng được sinh xuất, mạng được tương sinh, nhưng mà trong năm vừa rồi thì cũng không có quá nhiều niềm vui vì nó nghịch đảo nhiều thứ ở trong cái năm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử coi là năm 2018 đối với tuổi của các chị thì nó như thế nào, và có điều gì là khởi sắc hay không. Thì đầu tiên hết đó, thì chúng ta phải xét tổng thể của các chị. Thì các chị làm ăn mệnh là sát trung thổ, tức là đất pha cát, gặp năm bình địa mộc là mộc nó khắc thổ, bản mệnh của mình bị tương khắc xấu ha, mạng bị tương khắc xấu. Sao thì các chị có sao Thái Dương, một cái ngôi sao may mắn và danh lộc tốt, nó Thái Dương Thái Âm là ấy ha, cũng ngang ngửa nhau. Hạn thì là địa võng, thì hạn này thì chủ yếu là gặp nhiều âu lo phiền phức thôi, chứ cũng cả không có gì nặng nề. Vận niên được một cái vận niên tốt, đó là Dương hồi ngạn, tức là dê về suối tốt. Thiên can Bính gặp Mậu là sinh xuất hao tốn. Địa chi Thìn gặp Tuất, Thìn Tuất Sửu Mùi, Thìn Tuất tức là lục xung, gọi là hung niên, năm xung chứ không phải là năm tam tai, mà là năm xung rất đẹp. Nhưng là được một cái là Thìn với Tuất là cùng hàng, cho nên là thuận lợi, cũng có mặt thuận lợi mà cũng có mặt tốt, cũng có mặt xấu. Thường mà hung niên mà đạt ra lục xung thì đa phần nó ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà của gia đạo, có những cái mà nó không tốt thôi, chứ còn không đến nỗi nào ha. Các chị gái thì nếu như mà để xét tử vi của một năm thì phải xét thiên tính, để từ thiên tính đó chúng ta suy ra cái năm, sẽ cộng với những cái sao mệnh thì em sẽ đưa ra những cái lời khuyên. Thì thiên tính của các chị là như sau: các chị gái Bính Thìn đa phần là người ham hoạt động, sôi nổi lắm, có ý chí muốn gọi là dương danh với đời, làm ăn thì thích làm ăn to lớn ha, dễ trở thành người lãnh đạo chỉ huy. Tuy là nhi nữ nhưng mà bản chất là một anh hùng, sống rất là sòng phẳng rõ ràng ha, có tinh thần tự lực cánh sinh rất là cao, nhiều tự tin nhưng mà cũng đầy lòng vị tha và nhân ái, cũng hiền hòa lắm, chứ cũng không đến nỗi nào là bất chấp tất cả để mà làm giàu hay là sao, không phải là vậy. Số là có văn xương chiếu mạng, học hành thì sáng dạ tinh ý, thường thì có tầm nhìn xa trông rộng, việc gì cũng muốn khuếch đại, làm một ở đây thì muốn cái càng ngày càng nở ra, chứ không bao giờ muốn an phận hết. Đó là cái thiên tính ha. Đôi lúc là hơi xa rời thực tế, viển vông quá, gánh lấy thất bại tốn hao. Mà người này thì vốn thì thăng trầm trong cái sự nghiệp rất là lớn, tại vì thích làm lớn mà rớt cái bụp rồi cái lại lên xuống, lại lên xuống ha, người này là như vậy. Các chị cũng rất là nhiệt tâm nè, dám đảm nhận trách nhiệm lớn, nhưng khi gặp khó khăn lại thiếu cái ý chí phấn đấu, bỏ dở nửa chừng, lâm vào bi quan là hay muốn tự tử, hay muốn chết, hay nghĩ đến cái chết, nhưng mà chưa chết được ha. Tuổi này chết chỉ có 15%, 20% thôi, thì các chị đó rơi vào những cái tuổi rất là bi quan. Tuổi này hơi tuy là mệnh lớn nhưng mà hay nghĩ đến cái chết, hay làm những cái việc mà gọi là đi vào ngõ cụt. Rồi các chị là có thể nói là kế hoạch vạch ra thường hăng say ban đầu lắm, làm vô là cỡ nào cũng làm hết, mà về sau mà gặp trở ngại thì dễ dàng buông xuôi,
có thể nói tính tình các chị gọi là chưa đầm thắm, chưa chưa có có đủ cái độ chín ha, vẫn còn bốc đồng. Đi vào trung vận, vượt qua cái đại hạn 10 năm từ 35 tới 44 á, thì là cuộc đời mới, sau khi qua nhiều lần thăng trầm thất bại á, rồi á thì các chị mới tự thay đổi bản thân mình. Lúc đó công danh tài lộc mới vững bền, hậu vận cũng dễ dàng là người giàu sang phú túc. Người tuổi thìn thì khó có người nào mà cả đời sẽ phải nghèo ha, trước sau thì họ cũng sẽ phải có một ngày họ ngóc đầu lên thôi. Thì về người này tính lực sinh lực mạnh, số là số lớn, gọi là số của quý nhân chứ không phải là số của một cái người bình thường, cho nên là sẽ khó có bây giờ có ba chìm bảy nổi thì nữa, thì tới một cái giai đoạn vượt qua cái giai đoạn 44 tuổi là sẽ vào đại vận, còn đang ở trong từ 35 tới 44 là đại hạn, cho nên là lưng binh lang bang đủ điều. Có nhiều chị nói thiệt cái năm 37, 38 tuổi là chị muốn tự tử thôi đó, thật sự mà nói vậy. Thì các chị nó quá rơi xuống mà trong đại hạn thì khó mà có được như ý được à. Nhưng mà là coi như là hậu vận thì đó là dễ giàu sang à, vì vận thời vận số là người số tốt, có quý nhân phù trợ, nếu ăn ở và biết tích đức, cuộc sống sẽ sớm nhiều phúc lộc, con cái thì được nhờ nên danh à, đó là thiên tính của các chị trong đời. Thì năm nay là năm Mậu Tuất 2018, thì để xét sự cái công danh sự nghiệp của các chị nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Năm Mậu Tuất 2018 á, các chị có sao Thái Dương chiếu mạng à, là một cái ngôi sao nhiều may mắn trong công việc làm ăn lẫn tài lộc tốt. Nhưng toan tính của các chị á, thì vẫn còn đang ở trong cái những cái thiếu sáng suốt, nên cẩn thận việc làm việc lớn ha, làm việc năm nay là phải cẩn thận, đừng có khuất trương quá lớn, dễ bị lừa gạt. Sao Thái Dương á, thì thuộc hành hỏa, đối với các chị là mạng thổ, gọi là được tương sinh thì càng thêm có lợi, tiền tài thì dễ sinh à, ngon ha, nghe thấy hấp dẫn. Là tiền tài mà năm nào thấy dễ sinh là các chị khoái lắm, các chị này chịu làm ăn mà, nên làm ăn là có tiền là được rồi. Hạn thì gặp địa võng, tinh thần rối rắm, nhiều chuyện lo toan, đôi lúc không có phương hướng và cái cách giải quyết nó hơi rơi rồi bế tắc một tí xíu. Về tứ trụ năm 2018 thì các chị có thiên hao và địa hòa, thì với địa hòa gia đình sự nghiệp vẫn được duy trì, không có gì xáo động mạnh xấu, không có gì xấu xáo động mạnh ha. Tuy nhiên với thiên hao thì công việc làm ăn có những đổi thay hao tốn, mưu sự cũng có nhiều khó khăn phải chi tiêu tốn kém à. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành thì để luận giải thì năm nay căn mậu thuộc dương nè, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chủy, hỏa thì bị vượng. Đối với các chị mạng thổ, hỏa sinh thổ vượng nhiều kệ may ha, cho nên đó là tốt à, có nhiều lợi ích, công danh sự nghiệp có phần tăng trưởng và sức khỏe à, năm nay tuy không tốt ốm đau nhưng mà sẽ vượt qua được, không có gì hết à, đó à, được một cái là có Thái Dương chiếu mạng, công việc làm ăn thì thuận lợi, toan tính việc lớn rất dễ thành, hay gặp người giúp đỡ. Tứ trụ thì tương đối an bình, tiền bạc vào nhiều ra ít. Hơn nữa với vận niên dương hồi ngạn có thể báo hiệu một năm khá an nhàn may mắn. Vì vậy công việc làm ăn có thể phát huy lớn mạnh, nhưng đừng khởi tâm tham vọng làm việc quá sức mình à, vì dù sao cũng là năm lục xung thần tuất sửu mùi ha, năm lục xung, nên làm gì thì cũng phải công việc là trong tầm tay thôi, mà cái việc quen thuộc mình biết, đừng có xin việc mới trong năm lục xung, nó sẽ có những cái bất lợi. Những cái việc mà xưa nay vẫn làm thì nó vẫn có thu nhập dễ dàng, dù không lớn nhưng bảo đảm là có dư. Có thể nói đây là một năm trung bình khá của các chị về mặt ngũ hành à, ngon ha. Có thấy tiền tài vô là không có thấy cái sao cái gì mà của ngũ hành mà phá toái hết à. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ xét về tử vi của năm nay như thế nào. Về mặt tử vi á, thì tiểu vận của năm nay á, lại đi vào bại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có thể chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Các chị đang trong giai đoạn đại hạn 10 năm từ 35 tới 44 tuổi là thời gian cực kỳ khó khăn về sự nghiệp, gia đình và gia đạo à. Năm nay tiểu vận không tốt, nhưng cộng thêm cái ảnh hưởng không tốt của đại hạn sẽ tăng phần khó khăn,
À, tử vi chưa gì vô quốc cái là cái khó khăn ha. Mình dù sao mà nó cũng đang ở trong cái giai đoạn mà gọi là đại hạn. Trong cái phần mà tử vi trọn đời của Bính Thìn đó, mà bản mới á, thì em có nói là các chị phải vượt qua năm 44 tuổi mới có tài lộc, mới có sự sung túc về tiền tài, mới an nhàn bản thân. Chính vì điều này, tại vì là em không có một cái video nó có trong chừng mực chỉ 30 phút thôi thì người ta xem người ta không chán, cho nên là em chỉ nói sơ thôi, em không giải thích là tại sao là phải qua năm 44 tuổi thì các chị mới có tiền tài giàu có được ha, tức là vượt qua cái năm Tuất đi rồi các chị mới muốn tính gì tính. Tọa cung á, tiểu vận thì có long trì, tướng quân, quốc ấn, đây là những phúc tinh rất tốt cho công danh, tài lộc lẫn tiến thăng. Có người giúp đỡ hay gặp may mắn. Tuy nhiên bên cạnh cũng có là thiên la tuần. Thiên la thì là sao tinh quân xấu, tuần là một cái sao chế hóa cả sao tốt lẫn sao xấu, có nó thì nó sẽ làm cho cái sự xấu của một cái tinh quân xấu xuống còn 50, mà ông tốt cũng xuống 50 luôn, ông tuần mà ông tuần ngang hết, cho nên là ông không có sao xấu sao tốt gì hết, cho nên là sự việc cũng có lúc bị trình trệ, tinh thần có phần không tốt, hoang mang. Nếu đang làm việc ở công sở hoặc là trong quan trường á, thì năm nay các chị dễ được thượng cấp tin cậy, đề đạt thăng tiến, nhưng cũng có những biến động nhỏ có thể gây trì trệ cái việc thăng tiến trong năm nay. Nếu ở các ngành nghề tự do á, lộc tài phát đạt nhưng thất thường cho các chị phải lo lắng ưu tư thì mới có được tiền, tại vì có hàng của mình đó nha ha, cái hàng của mình là có sự lo lắng chứ không phải là do là khó khăn trong công việc đâu. Hội chiếu thì có nhiều bại phá tinh, các chị nên dè dặt trong các mối quan hệ, dễ bị ganh tị chống phá dèm pha, đặc biệt trong các giao dịch về tiền bạc ha, phải nên cẩn thận tránh đầu tư hùng hạp ở các lĩnh vực không chuyên và những người mới gặp có thể sẽ mất trắng, nên bình tĩnh chờ đợi thời cơ, sự việc sẽ có chuyển biến tốt, càng tham cầu thì càng thiệt hại nhiều. Năm nay cứ bình bình mà làm thì được, thì có doanh thu, chứ mà tham cầu bỏ ra lớn thì coi chừng đi luôn ha. Đó là vấn đề của năm nay. May mắn các chị năm Mậu Tuất 2018 á, cũng có nhiều phúc tinh, quý tinh hội chiếu, đặc biệt là với tứ linh cách Long, Hổ, Phượng, Cái và Mã Lộc, rồi tướng ấn quan, thì các chị sẽ không lâm vào tình cảnh khó khăn, vì khi mà lâm vào tình cảnh khó khăn là có sự giúp đỡ của quý nhân, đó là tứ linh cách ha. Rồi là có cả Mã Lộc, Mã là thiên mã, với Lộc là Mã Lộc đó là phát triển tiền, mà vào rất nhanh, khi nó vào rất nhanh, có ấn có tướng nữa thì khó có cái chuyện mà các chị mà rơi vào tình cảnh khó khăn ở trong năm nay. Đó là một điều quá ngon ha. Cùng hạn thì cũng có suy dưỡng kình, nên các chị khó tránh ốm đau, lo lắng đưa đến suy thoái nhiều về mặt từ sự nghiệp cho đến sức khỏe tinh thần. May là các chị bên cạnh của mấy ông có suy dưỡng này đó, thì có ông Hóa Khoa Phượng Cái Giải Thần, đây là những tinh quân chuyên trị. Ông Hóa Khoa là ông hóa bậc nhất, hóa giải các tinh quân xấu, rồi còn thêm ông Giải Thần nữa, rồi Phượng Cái nữa, thì sẽ giúp giảm đi phần lớn những việc chẳng lành. Các chị ngược lại có tinh quân xấu, nhưng mà ngược lại các tinh quân tốt cũng rất nhiều để mà hóa giải những cái tinh quân xấu đi, cho nên là cũng không có chuyện gì xảy ra. Cung mệnh thì có tuế phá song hành cùng đại hao, công việc thì không thuận, nên cẩn thận đề phòng giao dịch với người lạ. Ở trên cũng đã nói rồi ha, giao dịch với người lạ đừng nên tính chuyện làm ăn lớn trong năm mà phạm vào đại hao. Năm nay các chị phạm vào đại hao ha, có đại hao với lại tuế phá đi chơi là sẽ có người phá và tốn tài đó, cho nên là vậy. Cung tài bạch với thiên trù hóa lộc, tiền bạc vẫn dồi dào, nhưng nên cẩn thận trong đầu tư vì có đại tiểu hao hội nhập, có thể phải tiêu hao mà không nhỏ, tiêu hao số tiền không nhỏ cái số tiền mình làm được ha. Rồi nhìn chung các mặt á, năm nay các chị may là rủi nó lẫn lộn, xấu tốt thì đang xen, chỉ nên tiếp nối các việc trong tầm tay, không mưu cầu các việc quá tầm tay mà vay mượn và cố gắng làm lành tích phước thì sẽ vững vàng. Đây là năm trung bình của các chị gái Bính Thìn năm 1976. Xét về mặt tử vi, tử vi nó có sao xấu nhưng mà ngược lại có sao tốt để chế hóa,
chứ không phải là chỉ có sao tốt không ha. Cho nên có xấu có tốt đang xen, cho nên là cẩn thận vẫn hơn. Không biết lúc nào là cái sao xấu nó bị yếu mà lúc nào cái sao tốt nó bị yếu. Cái đó thì mình sẽ phải xét vào cái vận hạn của 6 tháng. Tại vì vận hạn 6 tháng thì nó sẽ là một cái rõ ràng hơn. Cái này là một cái chung rồi, còn cái rõ ràng hơn thì em sẽ báo cho biết là tháng này là cái sao xấu nó bị chế hóa nhiều, mà cái tháng này sao xấu nó bị chế hóa nhiều, để mình có những cái mà gọi là phòng tránh một cách tốt nhất, đúng không? Rồi, đó là mà về mặt sự nghiệp và công danh của mình. Thì về mặt tình cảm thì năm Mậu Tuất 2018 như thế nào? Năm Mậu Tuất 2018 cung mệnh hội nhập nhiều sao xấu, ảnh hưởng nhiều mặt khiến cho tình cảm khó vui trọn vẹn. Đó là sách nói như vậy. Nếu đã có gia đình á, tình cảm vợ chồng không thể tránh phát sinh những nghi ngờ gây gổ, mất đi phần nào cái sự ấm êm trong gia đình. Thì do là cái vận niên địa võng, cái hạn địa võng của các chị nó sẽ sanh ra việc nhiều âu lo, cho nên là gia đạo cũng sẽ vì vậy mà nó bị ảnh hưởng. Với thiên hư nè phá toái trong cung, tâm trạng các chị thì nhiều điều u uẩn khó chia sẻ cùng với lại ông xã, người chồng của mình. Thì là không nên tạo ra cái không khí gia đình có phần nặng nề, thiếu vắng tiếng cười và sự hạnh phúc trong gia đình. Dù sao các con trong năm nay vẫn là niềm hạnh phúc của các chị. Thì vì với thiên khôi nè, hỷ thần, hoa cái, thì sự học hành của các con và sự tiến thân của các con sẽ làm cho là một cái niềm vui, có thành tích khả quan, giúp cho các chị vui vẻ hơn. Mọi quan hệ không cần thiết nên giảm bớt để tránh rắc rối dây dưa. Cũng không nên bôn ba đi đây đi đó nhiều, không có lợi cho bổn mạng. Năm nay có các chị là không nên đi xa ha, bổn mạng không tốt lắm đâu. Đối với các chị đang còn độc thân thì chuyện tình cảm năm nay cũng không có gì mới lạ tốt đẹp. Thì mà phần lớn em nói thật với các chị Bính Thìn này thì đẹp người lắm ha, tướng tá sang trọng lắm, nhưng mà khổ thâm khổ thân, khổ vì tình, cho nên là cũng cẩn thận ha. Nếu có rung động thì năm nay cũng là chỉ là trạng thái nhất thời thôi, mau chóng trôi qua, các chị sẽ khó nắm giữ được người đàn ông trong năm nay. Tuy không phải là năm thuận, nhưng nếu mà với các chị mà có được cái tình yêu đã lâu bền rồi thì mà muốn tiến hành hôn lễ hoặc là muốn tiến đến mà về nhà thổi cơm chung thì không có gì kiêng kỵ cả. Đó là về tình duyên. Còn sức khỏe là năm nay cuộc sống của các chị vướng vào địa võng thì nhiều âu lo, dễ mất sinh, mất ăn, mất ngủ, cần quan tâm đến các bệnh về tim mạch, chóng mặt, nhức đầu và rối loạn khí huyết không do lo lắng nhiều. Các chị là cần cẩn thận để có bệnh hoạn nó khó xâm nhập bản mệnh của mình. Bổn mạng có suy yếu nhưng không bị nguy vong. Dù có bệnh đi nữa thì cũng vượt qua, không có bị nguy vong, không có bị ảnh hưởng đến tính mạng ha. Cho nên là cũng có là một điều tốt. Vì nó xấu thì nó cũng có cái chuyện xấu và cũng có chuyện tốt. Như vậy là trên đây là cái tử vi của năm 2018 Mậu Tuất đối với tuổi của các chị. Tuy là một năm này về mặt ngũ hành á thì các chị có được một năm trung bình khá, còn là về mặt tử vi á thì các chị thì trung bình thôi, có xấu có tốt nó đang xen. Thì như vậy á thì các chị cũng nên cẩn thận nhiều điều, vì dù sao đi nữa các chị có sao mệnh tốt, vận hạn tốt, vận niên tốt, nhưng các chị vẫn là đang trong năm xung, gọi là tí thìn tuất ha. Thìn mà tức thì nó là lục xung, nó chắc chắn nó sẽ đem đến những điều mà khó khăn, những điều mà âu lo, những điều mà va vấp trong ấy, chứ không thể suôn sẻ hết mọi việc. Cho nên các chị cần cẩn thận. Em có đọc rất là nhiều sách, cũng tham khảo nhiều cái tử vi khác thì họ nói thìn với tức là đồng hàng tốt nữa, nhưng mà cái đó thì em không biết họ lấy ở đâu, tư liệu ở đâu, nhưng mà em thì trên cái tư liệu em tìm hiểu được thì em cảm thấy đây là một cái năm lục xung của địa chi, cho nên là nó sẽ chủ sự rất là sự khó khăn, nhất là về gia đạo, ảnh hưởng rất là nhiều. Mà gia đạo của các chị đặc biệt, các chị tuổi Bính Thìn mà khi mà gặp chuyện buồn của gia đạo thì công việc như bỏ qua, không thèm làm luôn, cho nên là cẩn thận ha. Rồi thì em có làm thêm
vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất năm 2018 cho các chị, để là các chị có được cái sự nhận định tốt cho cái công việc của mình, đúng không? Xem thử coi là tháng đó là xung hay là tháng đó là may mắn, để các chị có được cái biết là năm cái lúc nào sao xấu nó tốt, nó hành nhiều mà sao cái kia nó hành nhiều để như thế nào ha. Thì đầu tiên á, tháng giêng của năm Mậu Tuất năm 2018 là tháng Thủy, một tháng giáp dần tháng Thủy. Thì mệnh thì chúng ta có mệnh Thổ khắc Thủy, bản mệnh tương khắc tháng, dù chúng ta khắc tháng hay tháng khắc chúng ta thì nó vẫn xấu, là tương khắc là xấu ha. Thiên can bính giáp thì không xung không hợp với trạng thái tự cân bằng tự chủ, ok, một không có việc gì cho công việc của mình hết. Thìn với dần là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc, không cũng không hợp gì nhau. Như vậy tháng này thì các chị chỉ cần để ý cái mặt sức khỏe của chúng ta là nhiều ha, vì các chị có bị bổn mạng bị Thổ khắc Thủy, chúng ta bị khắc tháng thôi, nhưng mà nó cũng phải có những điều không có tốt ha. Còn công việc và gia đạo thì không có chuyện gì lớn để xảy ra, không cần quá lo lắng. Rồi tháng thứ hai là tháng Ất Mão, tháng này là tháng Thổ, tháng này tháng Thủy luôn, thì chúng ta cũng vậy, mệnh cũng tương khắc Thổ khắc Thủy, cho nên là cần để ý bản mệnh của chúng ta, sức khỏe và tai nạn, tại vì dù gì đi nữa là chúng ta khắc tháng hay tháng khắc chúng ta thì cũng như nhau thôi. Thiên can bính Ất thì không xung không hợp, đó là một trạng thái cân bằng tự chủ, không có việc gì lớn xảy ra cho công việc làm ăn, không ảnh hưởng nhiều đến cái sự xung khắc của trong làm ăn. Thìn Mão thì thuộc loại nhóm tương hại, tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, xung khắc nhau, gây cho nhau nhiều cái điều phiền toái. Như vậy thì tháng 2 âm lịch không phải là một tháng tốt nhiều cho các chị. Vì như thế nào? Vì chúng ta có mệnh tương khắc tháng là phải chú ý về sức khỏe, chú ý về phần tai nạn, đồ nhiều thứ. Bên cạnh đó thì cái phần địa chi, Thìn với Mão là thuộc nhóm tương hại. Như vậy là cái tháng, cái bản mệnh địa chi của tháng sẽ tạo ra cho chúng ta những cái rắc rối về gia đạo, về cái sức khỏe ha. Nó sẽ làm cho chúng ta khó khăn. Công việc thì không có việc gì ảnh hưởng nhiều, vì nó chỉ không có xung khắc, không có tương hợp gì cả. Đó là một điều tốt. Như vậy là hai tháng đầu năm thì vẫn nhất là nặng nề nhất vẫn là phần sức khỏe, các chị nên cẩn thận và để không có bị ảnh hưởng ha. Có sức khỏe thì có tất cả thôi. Rồi đến tháng thứ ba của năm Mậu Tuất, tháng âm lịch này thì đó là tháng Bính Thìn luôn. Tháng này là tháng Thổ, chúng ta là mạng tuổi Bính Thìn, người ta kêu là tháng đẻ, năm sinh tháng đẻ. Nhưng mà như đã nói á, thì các chị nếu mà tháng này là tháng Mậu Thìn á, thì các chị cần phải lo lắng tại vì nó Thìn nó cùng tuổi nhưng mà nó không có cùng hành, cùng thiên can, cùng địa chi, cùng mệnh, thì nó sẽ sinh ra nhiều điều. Tuy nhiên dù gì đi nữa thì nó cũng là tháng tuổi, thì tháng tuổi nó cũng sẽ có những cái va vấp, những cái khó khăn, nhưng mà em nghĩ rằng nó không lớn, nó không đủ làm cho các chị có cái sự khó khăn ở trong năm này. Dù gì năm này từ tứ trụ về ngũ hành thì các chị đều tốt, cho nên là gặp một cái tháng mà cùng mệnh, cùng hành, cùng địa chi thì chúng ta không có quá ngại gì cả ha. Sức khỏe cũng không có vấn đề. Công việc thì hai tháng đầu năm nó đã có cái sự suôn sẻ rồi, thì em nghĩ tháng thứ ba nó cũng không có gì quá nặng nề. Rồi địa chi nó cũng vậy, gia đạo cũng không đến nỗi nào có chị xào sáng, có gì nữa thì cũng rất là nhẹ nhàng. Tới tháng thứ tư, tháng này là tháng Đinh Tỵ và tháng này cũng là tháng Thổ, thì đồng hàng Thổ, sức khỏe bổn mạng của chúng ta tốt, ok, công việc tương đối là sao mà nó sáng sủa ha, không có gì hết. Bính Đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Thìn Tỵ cũng vậy, tự chủ hòa bình, không hình hại, không có tương khắc gì nhau cả. Như vậy là tháng tư chúng ta có được bổn mạng đồng hàng tốt, địa chi thiên can không có gì xung khắc. Như vậy là chúng ta có được quá nhiều lợi thế rồi, có nhiều cái sự gọi là không có sự bất cứ một cái gì mà trở ngại, chúng ta đều đồng hàng mà chúng ta đều bình hàng chủ nha. Thì em nghĩ rằng tháng tư không phải là một tháng gì có cái gì mà các chị cần phải chú ý.
có thể nói là tháng này thậm chí là nó sẽ tốt cho cái việc mà các sao mà và tứ trụ nó phát huy. Em nghĩ rằng tháng này các chị sẽ có tài à, và tập trung vào tháng tư. Rồi đến tháng kế tiếp đó là tháng hỏa, tháng mậu ngọ. À, người những người mệnh thủy hoặc những người mệnh kim thì sợ năm lửa vượng nhiều, năm lửa nhiều, năm hỏa vượng này, nhưng mà chúng ta là mệnh thổ thì chúng ta không sợ những năm hỏa, mà hỏa là tương sinh thổ là đều rất tốt. À, tháng này tháng năm, tháng sáu của năm Mậu Tuất là hai tháng hỏa vượng rất lớn, năm nay là hợp hỏa mà ngũ hành hợp hỏa nên cho nên là hỏa rất cao, điều này sẽ tốt tương sinh cho bạn mệnh thổ của chúng ta rất là nhiều, của các chị rất là nhiều. À, thì như vậy là mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh rất tốt, sao mạng tinh quân tốt, được tài, được trợ duyên từ bản mệnh. Thiên can bính mậu thì không xung không hợp, tự chủ hòa bình. Thìn ngọ cũng vậy, tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung khắc gì nhau hết. Như vậy là chúng ta có một cái tháng được tương sinh bản mệnh, mà tương sinh bản mệnh thì sẽ làm cho những cái sao ở trong sao, những tinh quân tốt ở trong mệnh của chúng ta nó được phát sáng nhiều hơn và ảnh hưởng tốt đến công việc và đẩy lùi những cái sao xấu, cái tinh quân xấu đi một bớt tác dụng lại. Như vậy là tháng 5 có thể nói là một tháng, so từ đầu năm tới tháng 5 thì tháng 5 là một tháng khá tốt, tháng 4, tháng 5 đều tốt cho các chị. Và tháng 5 là tốt nhất vì bổn mệnh chúng ta tương sinh, thiên can là không tương khắc, không có hình hại, địa chi cũng vậy, thì công việc nó cũng không có gì trở ngại ha, không có quá phải âu lo nhiều thứ ha, bản mệnh bị tương sinh thì cái việc mà hạn mà địa võng nó không có ảnh hưởng chúng ta nhiều nữa. Rồi tháng cuối cùng đó là tháng Kỷ Mùi, tháng này cũng là tháng hỏa, mệnh của chúng ta cũng được tương sinh tốt ha. Bính Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Thìn Mùi á, là thuộc nhóm tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Thìn với Mùi nó thuộc nhóm hành xung, tứ hành xung thôi, nhưng mà con Thìn với con Mùi nó cách ra nhau nhiều quá, có thể nói là cái sự ảnh hưởng của nó coi như bằng không, không có đến nỗi nào mà tạo ra cái sự khó khăn. Nhưng tuy nhiên nó nằm trong tháng tứ hành xung thì chúng ta mới cần cẩn thận nhiều mặt. À, tốt nhất thì cẩn tắc vô ấy nấy ha, khi mà mình làm nó mình cẩn thận thì có việc gì xảy ra mình không cảm thấy hối tiếc. À, như vậy thì rõ ràng là vận hạn 6 tháng đầu năm của các chị, xét về mặt thiên can thì gần như các chị không có một thiên can về mặt công việc, về danh lộc. Thiên can thì ảnh hưởng nhiều về công việc và danh lộc, thì không có một cái hình hại gì quá lớn. À, tất cả đều ok. Địa chi thì cũng vậy, địa chi cũng không có cái nào xung mà phải nói là lục xung là cả năm bị lục xung thôi, chứ còn nãy giờ chúng ta cũng chả có bị xung gì nhiều. À, trong 6 tháng năm chúng ta cũng không bị xung gì nhiều, như vậy là sẽ rất tốt cho công việc. Tại sao mà tử vi ở trên là nói là sẽ có nhiều điều tốt, ngũ hành ở trên nó cũng có xét điều nhiều tốt, là chính vì như này nè, thì nó không xung không hại gì nhau thì ngũ hành nó tốt, tinh quân tốt đi chung ngũ hành tốt sẽ tạo ra tiền đề, tạo ra tiền bạc tốt. Như vậy là với cái tử vi của năm 2018 nhiều tín hiệu tích cực ha, không có quá xấu đi, mà có được cái sao Thái Dương chiếu mạng nữa. Như vậy là cộng với những cái vận hạn 6 tháng đầu năm đầy những cái sự may mắn trong công việc, thì hy vọng rằng là các chị sẽ ứng dụng nó tốt và làm sinh ra tiền tài như các chị mong muốn. Một điều mà trong cái đại hạn 10 năm từ 35 tới 44 tuổi các chị không có, và các chị đang ở giai đoạn cuối của đại hạn, cho nên là cái sự ảnh hưởng xấu của đại hạn lên bản thân mình nó nhẹ nhàng rất 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 là nhiều. Đó là một cái điều mà em thấy rằng là tín hiệu rất tốt cho các chị. Tại vì em nói thiệt, mỗi lần mà các chị nào gọi em hỏi điện hỏi thăm chị là tuổi Bính Thìn hả, em là tuổi Bính Thìn, là mình thấy rất là lo lắng cho các chị đó. Tại vì các chị đó có suy nghĩ rất là thiếu tiêu cực. Khỏi sao vậy? Nhà nghĩ chị có muốn chết thôi, là giờ chị mắc nợ, chị làm ăn được, chị muốn chết thôi. Em khẳng định một điều này, tất cả trên đời này cái gì cũng có thể làm ra, không? May mắn mình cũng có thể làm ra luôn, nhưng cái mạng không làm ra được, cho nên các thầy phải cố gắng giữ nó. Trên đây là những cái chia sẻ của em về tử vi vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 cho các chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Nếu các chị xem hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón nhận những cái video clip
Tiếp theo em chia sẻ về tử vi của các tuổi mà có thể là của bạn bè, anh chị em, người thân của anh chị, để mà mọi người có được cái nhận định tốt về cái tử vi, cái vận hạn của mình trong năm Mậu Tuất, để mà ứng dụng làm ra tiền bạc này, xe hơi, nhà lầu. Thì cái tuổi này của chúng ta là vượt qua vận đại hạn rồi, thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự may mắn và làm ăn nó phát tài. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.